Hồi nãy thật là thú vị luôn á. Lần đầu tiên mình đi mình thấy nó phê pha luôn các bạn. Và mình chắc chắn là mình sẽ làm một cái video liên quan tới cái chủ đề mà xe buýt trên sông á. À, giờ còn video nhà nó chưa làm. Bí tưởng quá. Nó mềm mềm. Mình vừa nãy ra một ý tưởng. Nó là nhưng mà ý tưởng gì các bạn đợi một xíu các bạn sẽ thấy. Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi. Đây là bức ký họa bằng than mà mình đang dang dở. Các bạn còn nhớ khi nãy mình có nói với các bạn là mình sẽ bật mí một cái bí mật. Và đây bí mật của chúng ta, ổ bánh mì. Và cái bí mà mình mua cái bánh mì này không phải đi ăn đâu. Và bí mật của chúng mình là nằm bên trong cái ổ bánh mì này. Và mình sẽ dùng ruột của ổ bánh mì này, mình sẽ thay thế gươm. Và mình sẽ dùng chúng để tẩy trên chất liệu than. Để xem chúng có kết quả như thế nào, các bạn cùng xem nha. Các bạn ơi, mình phải lấy môi ha, môi hết cái ruột bên trong. Cái phần mà các bạn thấy nó mềm mềm á. Và khi môi lên á, các bạn nhớ là các bạn phải
vo lại. Giống như mình đang vo đất sét vậy đó, nó mịn như thế này nè thì các bạn mới xài được. Rồi. Ok. Cỡ này. Hoặc là nhiều hơn nếu các bạn muốn. Đây là cục gom mà mình vừa tạo ra từ ruột bánh mì đó các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng cục gom này mình tẩy lên bài than coi kết quả như thế nào. Ra này các bạn ơi, sạch nè. Bây giờ mình gom mạnh lên nữa. Hai, dù mình có gom mạnh hay gom nhẹ thì nó vẫn không thể nào ra hết được các bạn, chỉ lấy một phần nào đó thôi. Đang thui gom mình rồi. Mình vừa thử nghiệm tạo gom từ ruột bánh mì và kết quả là sau khi mình tẩy thì mình thấy là nó tẩy được, nhưng mà khi mình tẩy mạnh hay tẩy nhẹ thì kết quả giống như nhau. Và các bạn nào mà hay sử dụng chỉ than á, các bạn cũng nên thử nghiệm đi, tại vì mình thấy nó cũng khá là thú vị. Bây giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn cho mình một like, một subscribe và đặc biệt là chia sẻ video này giúp mình để mình có thêm động lực mình làm ra những video khác hay hơn, thú vị hơn. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Trời, ăn bánh mì luôn. Quay xong ăn luôn. Ghê thật.